Dạ, kính thưa quý vị. Dạ, em kính thưa anh chị. Dạ. Vâng ạ, thôi em vòng về đi. Đây là món ăn đầu tiên của em ạ. Dạ. Cái bóp ạ, cái bóp ạ. Dạ, cái bóp ạ. Vâng, anh chiêm ngưỡng đi, anh tìm hiểu về nó đi. Em quan sát cho. Ê, nhìn nè, đó, đầu tiên là cái này. Trời ơi. Trời ơi, cái nào quan trọng nhất là tiền nè. Không? Dạ. Em nhớ hết số xe đi rồi, yên tâm, không chạy được đâu. Nhưng mà điều gì quan trọng trong đây? Vâng ạ, thì ạ, em muốn hỏi anh Hùng ạ. Anh ơi, khi anh nhìn thấy cái ví và số tiền 2 triệu đồng thì anh liên tưởng đến điều gì ạ? Mình nhớ là cái ngày đầu tiên mình mang ít tiền. Ừ, mang đúng là ít tiền. Mang có 2 triệu vào trong. Mình di chuyển đến một vùng đất mới để mà sống. Mà mình chỉ mang có số tiền là 2 triệu đồng mình sao mà sống. Đúng là 2 triệu tiền đồng luôn á. Là trong ngân hàng cũng không có một tài khoản gì luôn. Chỉ có đúng 4 cái tờ giấy thôi. Mẹ anh cũng bảo là đến 30 tuổi còn không biết tiêu tiền cơ mà. Hai vợ chồng là ở nhà của Sao Huỳnh hả? Dạ, ở nhà của ba em là nhạc sĩ Triệu Dân á. Để tại ba cũng yếu, em phải ở bên cạnh liên tục để chăm sóc. Dạ, ba của em mới mất 2 năm trước. Anh xin chia sẻ. Thế thì 2 triệu vậy thì lúc đó vô hai vợ chồng lấy sao sống nhỉ? Vâng, anh làm gì? Mình không hiểu sao mình vẫn tồn tại nè. Ờ, đúng rồi, mình vẫn tồn tại hay gì. Cả hai đứa cùng gồng gánh đó anh. Dạ. Với lại nhận một vài giải thưởng nữa từ viết ca khúc thành phố Hồ Chí Minh á, thì là một thành phố rất là năng động. Cho nên là khi bạn sống ở đó thì bạn sẽ không có sợ phải thiếu công việc mà là bạn sẽ có sức khỏe hay không thôi. Với cả mình yêu âm nhạc nữa. Đúng rồi. Mình nhiệt huyết, tức là chỉ nơi đâu mà học trò mình cần mình á là mình đến mình dạy ngay. Ngọn lửa đam mê của anh. Tức là ban ngày mình dạy nhạc rồi đi diễn cái gì đó. Còn đâu chiều tối thì mình viết nhạc, bắt đầu về đêm á. Vâng. Trở lại, ủa sao cái bóp là đâu thể là món ăn được em? Cái gì mới là món ăn được chứ? À, món ăn đấy ạ. Vâng, để em đi lấy món ăn. Trời ơi. Đây là thực đơn thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, em mời anh chị. Trời ơi, ngon quá. Quá sang trọng. Trời ơi. Bánh tê, bánh mì. Bóp này thì chắc là... À, dạ, anh này ạ. Anh ơi, cái này là mình bọc vào chai hả anh? Vâng, bọc vào đây, anh nhớ. À, rồi. À, thì ra là dùng cái khăn lau à? Cái này thì cái đó là cái khăn phục vụ thôi. Là người phục vụ thì bao giờ... À, thôi, thế này cho nó rộng rãi đi ạ. Giống như là... Nhìn giống tiểu nhị hơn là... Dạ. Cái này giống như... Anh ạ. Cảm ơn chương trình. Trước khi đến chương trình này thì danh sách khách mời vâng. Thì anh có lướt qua vòng thì anh thấy là anh Hùng rất là may mắn, là chị Nhà rất là đam mê nấu ăn, đam đa, tức là những cái đĩa đồ ăn chị trang trí mà mình nghĩ là hình như là nhầm ngành rồi, nhầm nghề rồi. Đấy không phải nghiên cứu kỹ thì đó luôn hả? Đó. Có đó. Phải trang trí đồ ăn nữa hả? Dạ. Khả năng cao sau này có khi là mở nhà hàng, hoặc là mở khách sạn 5 sao. Sao em ăn ở nhà mà em cầu kỳ như vậy? Dạ em xem hình trên mạng thôi, em bắt chước bắt xếp. Ok, bánh mì mà pate thì nó hơi khô một chút xíu đúng không? Ăn sang cái nước một chút xíu salad rau quả đấy thì cái vị nó sẽ quậy với nhau. Đó thôi mình thử đi. Cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn anh nhiều nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón sự quay trở lại của một thành viên không thể thiếu của gia đình mình, đó chính là bạn Đông Nguyên. Chào con gái. Chào ba mẹ. Đông Nguyên, con qua đây, con đứng đây tâm sự đến xíu với lại Đông Nguyên. Đông Nguyên năm nay là được lớp 6 đúng không con? Đúng, dạ, đúng rồi. Có nghĩa là con học piano lâu chưa? Con học từ năm 4 tuổi. Vì sao con lại thích piano? Dạ, bởi vì là nó truyền cảm hứng cho con. Thế thì hôm nay nếu mà chú Khang có một cái đề nghị nho nhỏ, mạo muội nhờ con thể hiện cái tài năng của mình cho mọi người, thì Đông Nhiên có sẵn lòng không? Dạ, con đồng ý. Dạ, xin mời con nha. Cảm tiền nhờ anh piano cho mượn cái đàn một tí xíu. Dạ, hôm nay con sẽ đàn bài Con Mèo Liếm Lông cho con sáng tác. Hey. Thank you.
Đây là bài hát Con Mèo Liếm Lông. Tiết mục biểu diễn rất là dễ thương, do bé tự biên soạn, thể hiện và biểu diễn luôn. Đặc biệt là có sự minh họa của hai chú mèo rất là đáng yêu. Mèo mẹ và mèo, mèo chú. Mèo chú. Cái bài này là con sáng tác lâu chưa? Dạ, bài này con sáng tác năm lớp 5. Năm lớp 5. Hy vọng là chú sẽ được nghe thêm nhiều bài hát của con nữa. Mình làm bộ sưu tập 12 con giáp luôn con à. Cho bé thử cái bánh thịt này nha. Rồi, phần thưởng của con luôn. Dạ, con cảm ơn.